Bữa nay dì Hai hướng dẫn cho Hương mà đổ coco 3D nha Hương. Đây dì Hai của mình nha, bữa trước mình giới thiệu rồi đó. Hôm nay là dì Hai mới có thời gian rảnh tới nè. Bữa nay lại là tiếp làm nè. Đó. Hướng dẫn cho con là bốn bịch rau câu dẻo của mình á. Chị lấy cho em chị. Là rau câu con cá dẻo là 5 lít nước. Là 1 kg 2 đường. Rồi là cái này mình đổ cái nền rau câu 3D đó mấy cháu. Bốn gói này là bao nhiêu nước rồi dì Hai? 5 lít nước không? 5 lít nước. Mình đổ cái nền rau câu á, cái nền nó chút xíu nữa là nó đặc rồi, nó nền bắt bông. Đó, hôm nay làm rau câu 3D nha các bạn. Bạn nào bữa giờ là theo dõi gia đình mình nha, hôm nay mình giới thiệu dì Hai mình nè. À. Đó, nhan sắc dì Hai mình nha. Vui vẻ lắm đó. Dì Hai mình mập quá ha. Dì Hai dễ thương. Cái áo này ra đi dì Hai. Cho dì Hai đẹp. Hồi nãy có đâu đồ, có cái mấy cái chàng đẳng mấy mà không có lấy lại đó chứ. Ghép lại. Cái này là mình chỉ cần đổ cái nền cho nó cứng hơn chút xíu hơn mình bắt bông á. Cái bắt bông mình quen chặt nữa. Miệng bá. Cái sáng ra tôi có số đâu, cái gì mình lấy cái số không hiểu á. Miệng mà không ai bắt bông. Vậy hả, bạn có thèm thôi hả? À? Có điện thoại mà cái số không có nhớ. Mở cửa mình đưa một gió cho nó. Đổ nền. Tại cái nền này nó không có thơm. Mình phải để vô, còn cái nền ở dưới thì nó có lá dứa rồi. Giờ cho vani vô. Chút chút vậy đó. Đó, dì Hai mình là làm rau câu 3D nè. Lấy màu tự nhiên nha, màu xanh lá dứa nè. Nó màu lá cẩm nè các bạn ơi. Cái rung mà. Đó giờ là mẹ mình phụ dì Hai cắt lá cẩm. Hai chị em nè để gáp luôn làm nè. Miệng tan chân. Đó giờ cắt lá cẩm. Này để lên đi nấu lấy màu. Cái này là không có chơi màu nè, làm ên vậy nè. Có màu thực phẩm. Ừ. Học dành dành là đấy. Học dành dành làm màu. Giờ dì Hai của mình sẽ đi chuẩn bị cái hạt dành dành này để dì Hai làm màu cho rau câu 3D nha các bạn. Rồi. Cái là màu này là màu thiên nhiên nè. Chứ không có là màu giả ra các bạn ơi. Ừ. Nó giả lấy màu rồi đó. Chứ không có để màu kia đâu. Chúng màu quá chất, màu thực phẩm. Ừ. Cái này là rau câu sợi. Rau câu sợi. Ừ. Rồi cái này chút của nước mắm con đổ. Đó. Đây là rau câu dì Hai mình cho sữa tươi vô phải không dì Hai? Ờ, sữa tươi vô. Đó, giờ chia ra bốn cái chung này để làm màu đó các bạn. Đó, cho nước vô để đun liu riu á, sợ nó bị đông lại các bạn ơi. Đó, thấy không, thấy không? Mà nó không độc, nó không độc. Con là đặng mình xây cái nhị á. À, tụi con biết không? Đó. Vậy là đặng trong con xây cái nhị đặng chút nữa cái mũi kim mình để vô nó dễ vậy đó. Được. Nè. Đây màu lá dứa. Một trà xanh mình trộn với lá dứa đằng này mình tạo cái màu, mình làm cái là màu lá câu câu 3D á. Ra đây ngồi luôn cho nó sáng. Chiều rồi. Cách này sẽ giúp cho rau câu không có bị đông. Đông là móc hết trơn à. Trời vô được một màu xanh. Nó giống cái màu lá hết sức ha. Nếu mà con để lá dứa không thì nó không có giống màu lá. Thấy chưa? Có thấy chưa? Tiếp theo sẽ là màu gì vậy Hai? Tiếp theo là màu củ dền. Màu củ dền. Màu củ dền cho vô.
Rồi 2 CD tỉa bông. Củ tỉa bông. Đây là cái nhị á con. Chị hai của mình sẽ làm cái bông. Đầu tiên là cái nhị màu vàng. Mình bắt nhị trước đi con, rồi chút nữa mình mới tìm những cái bông kia mình thích hợp mình bơm vô. Chị cái nhị. Nhạc nữa. Nhị màu hồng. Quá nè. Rồi hết kìa. Nó có được ra bông cũng cái có màu, màu này mà thực phẩm màu mình bình thường là nó không có ra màu, nó không màu đẹp đâu. Đẹp ở đó như hai chỗ lá đẹp quá. Đẹp rồi ha. Nhà thêm này phải quay dưới mới thấy các bạn ơi. Này hai sẽ đưa lên cho con đó.
Rồi. Lá màu xanh. Chút mời dì hai mình sẽ lấy ra khỏi cái khuôn đó cho các bạn coi rõ hơn nha các bạn. Vì nó có cái nền ở cái khuôn này rồi nè, không có rõ không? Họ lấy ra đẹp lắm đó nha các bạn. Chứ còn lấy ra dưới này là nó béo thôi, còn như là chỉ là bông không, mà nếu mình đổ không có bông thì nó đâu có đẹp. Nếu vừa không á, chỉ có bao nhiêu này, chủ yếu đẹp thôi, chủ yếu đẹp thôi. Dạ. Nào cái bông lên đó, mở ra cho các bạn xem nè, chưa có lá, chiều hơi hơi mờ mờ thấy không? Cũng đẹp rồi đó, nhà đẹp. Nói như nó là dám không nè, ngày mơ với lại nè. Ừ. Ừ. Chuyện kỳ cục quá. Thấy chưa? Tôi cũng thấy biết nhiều người. Là cái lá dứa, ủa cái lá nè, cảm này. Có nhiều đâu hai? Có nước nhiều mà nó vậy đó, nó sai công thức đó. À. Bởi vì bà thấy không? Mình chỉnh chút không được đó. Thấy không? Sắp hết thấy đường gấp màu luôn rồi vậy hai ơi. Có bạn chịu khó xem đi thì cũng chiều tối. Giờ này thì hai cũng đuối rồi đó. Không đuối gì đâu, đuối tao. Mằng là không hơi nổi tao chứ. Nó đám nó quen. Trời ơi, nhiều khi giấc này còn 40 mà khuôn gì mà chưa có làm gì đụng tới. Ngân thôi làm luôn. Hay không có sợ mặn tối, tao mặn chỗ rồi, tao ngồi trong nhà tao ăn kia nào cũng được chứ. Bưng sách nặng nề thì làm không nổi thiệt. Ta ngồi chỗ chạy bằng. Thôi để chút nữa mình quay lên con ơi. Rồi đây là nước cúc dừa. Giờ dì hai mình sẽ làm cái lớp lớp trên nha các bạn. Hôm nay làm chiều tối luôn rồi nè. Đó. Hết sức hết lòng với các bạn luôn. Sữa tươi. Sữa tươi nó cốt dừa. Cái rau câu trong còn lại đó các bạn, giờ cho sữa tươi với lại nước cốt dừa vô để làm cái lớp nền trên mặt. Bốn trái nước cốt dừa nè các bạn. Béo lắm luôn. Rồi các bạn ơi, giờ rau câu lớp rau câu nước cốt dừa các bạn với sữa tươi á là chín rồi đó. Chị hai mình có cho thêm cái rau câu sợi đó các bạn, cho nó giòn, cho nó giòn đó. Làm lớp nền trên xong một khuôn này nè các bạn ơi, mấy cái bông nó đẹp lắm. Để khi nào nó đông lại mình cho các bạn xem nha. Đó, giờ thành phẩm. Đây rau câu 3D nè các bạn ơi, xuất sắc luôn nha. Bông đẹp chưa? Đó.
Rồi như vậy là mình và dì của mình cũng đã chia sẻ xong cách làm rau câu 3D rồi đó các bạn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây là những cái hoa, những cánh hoa. Đây là hoa màu tím nè, rồi hoa màu vàng nè các bạn. Rất là đẹp ha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích cách làm rau câu 3D này của mình, video làm rau câu 3D này, thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa, cũng như là một cách làm rau câu 3D thật là hay như thế này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.